Mình thấy chẳng có việc gì mà vất vả bằng chăm con đâu ạ. Thì cũng giống như những đứa trẻ khác thì con của Quỳnh thì cũng cơ bản lắm. Cũng sẽ ngoài những giờ ăn uống rồi xong nghỉ ngơi thì nó khóc. Khóc thì... Phan Mạnh Quỳnh khiến netizen cười bò với màn tấu hài, dân tình réo gọi Trấn Thành với màn khóc lóc. Trấn Thành bị dân tình réo gọi trong câu chuyện khóc lóc của Phan Mạnh Quỳnh. Mới đây trong một đêm nhạc, Phan Mạnh Quỳnh có màn mở bài gián tiếp cực hài hước. Anh nói lâu rồi Quỳnh mới lên Đà Lạt, tại mới có em bé, nên đây mới là show chủ đề tiếng hát sau sinh. Con của Quỳnh cũng đơn giản lắm, cứ đói là khóc, nhưng cuộc đời thì đâu chỉ mỗi khóc vì cái khác nữa. Sau đây, mời quý vị nghe bài Khi Người Mình Yêu Khóc. Cái mà Quỳnh thấy nhất là khi nó đói, thực sự gia đình rất là khó dỗ. Nhưng mà trên cuộc đời này thì đâu phải người ta khóc vì đói ăn thôi đâu. Người ta khóc vì những điều khác trong tình yêu nữa. Sau đây sẽ là ca khúc Khi Người Mình Yêu Khóc. Xin mời mọi người đến. Hôm nay thì hát nhiều cho nên mình quên những cái gì hay hay để nói. Màn mở bài cực mặn, đậm chất tấu hài của nam ca sĩ khiến khán giả cười nắc nẻ. Không chỉ có tài năng làm ca sĩ mà anh còn có tài làm diễn viên hài. Phía dưới bài viết, khán giả liên tục nhắc đến Trấn Thành trong ồn ào khóc lóc vừa qua. Chú tể dẫn chuyện, ông Hoàng mở bài, thủ lĩnh đặt vấn đề. Ban đầu nghe nhạc của anh này nọ, nhạc nhạc sao ấy. Cứ như không cảm nhạc được, mà dần lâu thì thấy mặn không cứu lại được. Mời các bạn học sinh đưa giấy bút ra và chúng ta cùng đến với nghệ thuật viết mở bài gián tiếp. Mở bài 10 điểm anh ơi, nói chung từ khóc ở điểm này nó rất dễ cảm. Mở bài bà khịa sang khóc rực rỡ được thì công nhận quá giỏi. May mà chỉ là phần mở bài, chứ để anh ấy làm nguyên bài văn thì lại có người khóc thêm lần nữa. Khóc xong khó hát lắm anh ơi, đời nghệ sĩ khó nuốt lắm. Anh Thành bảo thế ạ. Trên mạng xã hội, cặp đôi không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời tư. Sau khi chào đón nhóc tỳ, Phan Mạnh Quỳnh luôn sát bên vợ cùng nhau chăm con. Anh được khán giả ưu ái gọi là ông chồng quốc dân. Hai vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên có màn tương tác cực hài hước khiến dân tình thích thú. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trên showbiz nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.